sau 7 tháng thi công, cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác, Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về cơ bản đã hoàn thành. Cây cầu này có mức đầu tư 166 tỷ đồng, dự kiến sẽ thông xe vào ngày 26 tháng 12 tới đây. Ghi nhận của phóng viên VTC14 về hình ảnh cây cầu vượt trước ngày thông xe. Hệ thống đèn chiếu sáng đã hoàn thiện, sơn kẻ đường cũng đã hoàn thành. Các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện lớp sơn lan can của cầu vượt Ô Đông Mác, Nguyễn Khoái để kịp tiến độ thông xe vào ngày 26 tháng 12. Cầu vượt Nguyễn Khoái Ô Đông Mác được xây dựng bằng kết cấu thép theo hướng vành đai 1, chiều dài 232 m. Phần cầu chính gồm 4 nhịp với chiều rộng cầu là 12 m. Tổng mức đầu tư là 166 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2016. Sau gần 7 tháng thi công liên tục, công trình đã hoàn thành trước tiến độ 10 ngày. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội trong năm 2016, nhằm giảm bớt tình trạng ùn tắc tại khu vực có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Trong thời gian triển khai thi công thì cái việc mà khó khăn đó là cái việc mà thi công một cái nút giao rất là đang là một cái điểm nóng về cái ùn tắc giao thông, và triển khai thi công ở trên cái mặt bằng vẫn đảm bảo cái nút là mọi phương tiện vẫn đang lưu thông và hoạt động bình thường. Thì cái việc mà triển khai thi công như vậy thì nó rất là khó khăn về công tác tổ chức, bố trí về mặt máy móc thiết bị để thi công. Đây là cầu vượt thép thứ 9 của thành phố. Cũng như các dự án trước đó, cây cầu này đã nhận được rất nhiều kỳ vọng của người dân trước khi đưa vào sử dụng. Nói chung là xây cái cầu này thì được đảng và chính quyền nhà nước thì coi là quan tâm xây cho nhân dân đi lại là rất tốt. Thế là từ lúc khởi công đến bây giờ là đến hoàn thành rồi, nó đảm bảo là tiến độ rất tốt, mà được cái là an toàn tuyệt đối, là cái công lao động không xảy ra một cái gì cả. Sau đường này mà cầu vượt nên nó giảm ách tắc giao thông nhiều. Cây cầu được thiết kế cho cả xe buýt lưu thông. Trước ngày thông xe, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã có phương án tổ chức giao thông hai chiều cho các phương tiện, chỉ có loại xe tải, xe đạp và người đi bộ lưu thông trên cầu vượt. Đồng thời tổ chức giao thông một chiều cho xe ô tô đường Lương Yên theo hướng và đoạn từ Vân Đồn đi Trần Khắc Trân.